Đồ đạc lỉnh kỉnh, có lẽ người phụ nữ này đang chuẩn bị cho một chuyến đi đường dài. Thế nhưng, chưa kịp lên xe thì biến cố đã xảy ra. Một người đàn ông nhanh chóng áp sát và giật mạnh thứ gì đó từ trên cổ nạn nhân. Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ thông tin về đoạn phim ghi lại cảnh người phụ nữ bị giật đồ, nghi là dây chuyền, đang được lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 5 trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn phim từ camera an ninh ghi lại, người phụ nữ được xe ôm chở đến trước một nhà dân trên quốc lộ 1, trước chợ An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 để lên xe khách về quê thì xảy ra vụ việc. Một nhân chứng cho biết sau khi bị giật đồ thì người phụ nữ ngoài 50 tuổi này không báo công an mà tiếp tục lên xe khách rời đi. Ngay khi nắm thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.